Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin thời sự thứ tư ngày 9 tháng 9 có một số nội dung đáng chú ý sau. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thông báo kết luận số 173 và chỉ thị số 43-44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kiên quyết giải tỏa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại khu vực chợ xã Bản Bo huyện Tam Đường. Xã Sùng Phài tập trung lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm ổn định cuộc sống. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung và Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới đại hội là dịp Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 9, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, thông báo kết luận số 173 và chỉ thị số 43-44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới hơn 220 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Ban tuyên giáo Trung ương thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 8 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Từ đó đã phát huy phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Còn đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất đời sống. Quán triệt thực hiện chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Quán triệt chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới để không ngừng củng cố, phát triển, khẳng định vị trí vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Khích lệ đội ngũ những người làm báo, đặc biệt là báo chí tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nâng cao tư tưởng cho các nhà báo trong tình hình mới khi công nghệ thông tin phát triển mạnh, cần tránh nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át gây ra nhiều tác hại, nhất là các thế lực thù địch chống phá. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường Chính trị tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2020. Trong thời gian 2 tháng, 82 học viên đến từ các sở ban ngành tỉnh, các phòng ban chuyên môn cấp huyện được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lãnh đạo cấp phòng với hai nội dung chính, gồm kiến thức kỹ năng quản lý và lãnh đạo với 9 chuyên đề và 3 chuyên đề báo cáo tương ứng với lĩnh vực công tác, vị trí việc làm của các học viên. Những nội dung được cập nhật là kiến thức cơ bản, có hệ thống trọng điểm từ những vấn đề khái quát đến cụ thể, mang tính cập nhật cao, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ. Qua đó đã trang bị cho cán bộ công chức viên chức kỹ năng để lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Kết quả 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, trong đó 95% học viên xếp loại khá. Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường vừa có buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Khun Há. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí khó mà xã chưa đạt, như tiêu chí nhà ở, dân cư, giao thông nông thôn và thu nhập. Hiện nay, xã Khun Há đã thực hiện đạt 16 trên 19 tiêu chí. Theo kế hoạch, xã sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Do đó, với 3 tiêu chí còn lại chưa đạt, huyện chỉ đạo các phòng ban của huyện và chính quyền xã tập trung rà soát triển khai các giải pháp, lồng ghép các chương trình tập trung thực hiện phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Lai Châu cho biết, từ đêm mùng 8 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ sau 19 giờ ngày mùng 8 tháng 9 đến 8 giờ ngày mùng 9 tháng 9 phổ biến từ 10 đến 50mm. Một số điểm mưa lớn như là Sơn Bình 97mm, Than Uyên 77mm, Bình Lư là 64mm, Mường Mít 59mm. Hiện tại trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, mùng 9 tháng 9, tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm trên 24 giờ, có nơi trên 7mm trên 24 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp đến các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như là số lượng người bệnh đến cơ sở y tế khám và chữa bệnh giảm khoảng 50%, thậm chí có cơ sở giảm đến 75%. Vì vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thuộc lĩnh vực y tế, thực hiện quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Để khắc phục tình trạng này, ngành y tế đã thực hiện nhiều giải pháp như là tích cực phân luồng khám chữa bệnh tại các tuyến y tế trong toàn tỉnh, phối hợp cùng với cơ sở y tế tuyến trung ương tổ chức khám chữa bệnh trực tuyến cho người bệnh. Thực hiện kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải về kiểm tra xử lý vi phạm quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ ở các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, trong đó có hành lang an toàn giao thông tại khu vực chợ Bản Bo, xã Bản Bo, huyện Tam Đường. Đến nay, lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương đã hoàn thành việc giải tỏa, trả lại hành lang vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện công văn số 4451 ngày 1 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ để tăng cường công tác quản lý nhà nước, lập lại trật tự kỷ cương pháp luật trong việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Tam Đường và Ủy ban Nhân dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường tổ chức xử lý các hành vi vi phạm, lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tại khu vực Bản Hưng Bình trên quốc lộ 32, có khoảng 60 hộ kinh doanh buôn bán trên mặt đường quốc lộ 32. Trong số đó có 26 hộ vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang giao thông đường bộ đã được các cơ quan chức năng tiến hành cắt mái tre, mái vẩy. Quốc lộ 32 này tại địa bàn xã Bản Bo thì cũng rất nhiều lần thanh tra sở phối hợp với Ủy ban nhân huyện Tam Đường và với Ủy ban nhân xã Bản Bo là thực hiện cái vấn đề mà giải tỏa và cái xử lý cái hành lang vi phạm. Nhưng mà người dân vẫn cố tình vi phạm. Thì trong đợt này chúng tôi cương quyết là xử lý nghiêm và dứt điểm những cái trường hợp vi phạm cố tình lấn chiếm. Chúng tôi đã phối hợp với Ủy ban dân xã và cùng với dân quân xã, công an xã, và chúng tôi đã cắt những cái mái tre, mái vẩy và thu giữ lập biên bản để xử lý. Việc kiên quyết xử lý đối với các hộ vi phạm nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ, lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo vỉa hè thông thoáng và tạo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông, từng bước ngăn chặn đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông. Khi thực hiện giải phóng cái hành lang để đảm bảo cái an toàn giao thông thì đối với lại cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch đấy là ra quyết định thành lập cái tổ để quản lý cũng như là đảm bảo để trật tự cái hành lang an toàn giao thông. Đấy, trước mắt thì chúng tôi là tăng cường công tác là tuyên truyền vận động để đưa bà con nhân dân những cái hộ kinh doanh hai bên mặt đường ấy đi vào cái nề nếp. Sau đó là nếu như các hộ mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành tịch thu những cái mặt hàng mà bà con nhân dân bày lấn chiếm hành lang an toàn giao thông không đấy, để trước mắt là để răn đe và giáo dục đấy, để làm sao trật tự an toàn giao thông dần dần đưa vào cái tiềm thức của bà con nhân dân. Buổi chiều như ở chỗ này là nó đông đúc chặt hẹp, giao thông xe cộ ngổn ngang ở đây, đi đường rất là khó khăn cho những phương tiện giao thông. Thế chủ trương của chính sách giải tỏa hành lang giao thông thì bọn anh nhất trí thôi.
Thì bây giờ có chợ rồi cũng mong muốn là làm sao để cho những cái hộ dân vào trong chợ bán để cho đường ra nó lưu thông. Được biết hiện nay tại xã Bản Bo đã được đầu tư xây dựng chợ với quy mô là 1.000 m2, nhưng mới chỉ có mặt bằng, không có kiosk nên chưa thu hút được người dân vào chợ buôn bán. Phát huy tiềm năng của địa phương có khí hậu quanh năm mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp với phát triển cây dược liệu, những năm qua thì ngoài tận dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước, tuyên truyền vận động bà con phát triển cây dược liệu, xã Sà Dê Phìn còn tích cực phối hợp với các hợp tác xã doanh nghiệp đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm, từ đó làm tăng diện tích, nâng cao thu nhập và đưa Sà Dê Phìn trở thành vùng dược liệu lớn nhất của huyện Sìn Hồ với nhiều loại dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Sâm Lai Châu từ lâu đã được biết đến là một loại dược liệu quý có giá trị kinh tế cao, được dùng nhiều trong y học, có tác dụng chữa bệnh, phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên hiện nay, loại dược liệu này đang dần khan hiếm ngoài tự nhiên do bị khai thác quá mức. Để bảo tồn giống sâm này, xã Sà Dê Phìn là địa điểm phù hợp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư, bởi nơi đây đảm bảo yếu tố về khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, trong đó có những vườn sâm cả tỷ đồng được trồng gần 10 năm. Chi phí thì cũng tương đối tốn, kém một tí. Bởi vì cái này nó bắt buộc mình phải làm đất, làm nói chung là để tạo điều kiện cho nó sống bằng cái tự nhiên ở bên ngoài thì mình bắt buộc mình phải làm thật kỹ. Tính theo tuổi thọ của củ sâm này là mình xem củ cứ một mắt là một năm tuổi. Với mức đầu tư lớn, cây sâm Lai Châu trồng tại xã Sà Dê Phìn chủ yếu được các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, các loại dược liệu quý như đương quy, xuyên khung, đỗ trọng, thất diệp nhất chi hoa đã được trồng trên địa bàn từ nhiều năm nay với tổng diện tích trên 30 ha và có sự tham gia của trên 200 hộ dân. Trong đó, diện tích chiếm chủ yếu vẫn là cây đương quy trên 20 ha. Bình quân 1 kg đương quy có giá bán từ 60 đến 100 nghìn đồng 1 kg. Một hecta thu về cả 100 triệu đồng. Nhờ trồng cây dược liệu mà nhiều hộ dân trong xã đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có kinh tế khá. Như bây giờ là tôi đã chuyển đổi ra trồng cây đương quy. Vâng, thì tôi thấy cái năng suất của nó với là cái nguồn thu nhập của nó cũng tương đối ổn định và cao, nhưng mà so với cây lúa và cây ngô. Thấy được hiệu quả kinh tế rõ rệt từ cây dược liệu mang lại, xã Sà Dê Phìn tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo cơ chế cho các doanh nghiệp vào đầu tư, bao tiêu sản phẩm cho bà con, đồng thời tận dụng các chính sách, đề án hỗ trợ của nhà nước, tỉnh, huyện để hỗ trợ bà con mở rộng diện tích dược liệu, đem lại hiệu quả kinh tế. Riêng về các cái đơn vị mà đang làm cái mô hình trên địa bàn thì xã rất là tạo điều kiện, trước hết là về đất. Đất thì về vị trí đất thì chúng tôi đã tạo điều kiện cho bà cho đơn vị là người ta sẽ thuê lại, nhưng mà bản đất đấy để cho nó đảm bảo cái thuê lâu dài đấy, để ổn định. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ cùng với các cái đơn vị rồi là các cái nhà cung cấp để tốt nhất về cái thời gian và cái đảm bảo về cái an toàn đấy, thì cũng tuyên truyền bà con nhân dân là cũng ủng hộ. Nay thì trên địa bàn xã Sà Dê Phìn thì là các cây dược liệu thì trên 30 ha. Đường sự quan tâm của chính quyền và người dân biết tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương, mức thu nhập của bà con xã Sà Dê Phìn ngày càng nâng cao. Nếu năm 2016 thu nhập bình quân của xã chỉ đạt 13 triệu đồng một người một năm, thì 2019 đã đạt trên 20 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6 đến 7% một năm. Thời gian tới, theo chủ trương của huyện Sìn Hồ, xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích cây dược liệu gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi sắp nhập xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu còn 18 nhà tạm với mục tiêu xóa nhà tạm rột nát gắn với việc hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy chính quyền xã đã và đang tập trung lồng ghép các chương trình dự án cũng như là huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo có nhà ở, ổn định cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tiêu chí về nhà ở và cán đích nông thôn mới vào năm 2021. Gia đình bà Giàng Thị Sa ở bản Suối Thầu là một trong 18 hộ nghèo ở trong căn nhà tạm của xã. Trước đây, cả gia đình sinh sống trong căn nhà ghép ván, rột nát, lo sợ nhất vào mùa mưa lũ. Từ khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chè Tam Đường hỗ trợ 60 triệu đồng,
cùng công sức đóng góp của người lao động trong hợp tác xã xây dựng quyết tiến thành phố Lai Châu, gia đình bà đã hoàn thiện được ngôi nhà mới. Năm nay 80 tuổi, được ở trong ngôi nhà mới khang trang là cả niềm mơ ước bấy lâu nay. Bản thân cao tuổi không có khả năng làm nhà, được các ban ngành hỗ trợ giúp đỡ hoàn thiện ngôi nhà, rất phấn khởi, yên tâm ổn định cuộc sống. Không chỉ riêng gia đình bà Sa, những năm qua nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã cũng nhận được sự giúp đỡ để xóa bỏ nhà tạm, nhà tranh tre nứa lá với mức hỗ trợ từ 25 đến 60 triệu đồng mỗi nhà của các tổ chức xã hội. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, gia đình tự làm, phần lớn các hộ được hỗ trợ làm nhà đã góp thêm tiền, ngày công để nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng theo quy định. Nhờ đó, trước khi sáp nhập, toàn xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, xã Sùng Phài mới hiện còn 18 nhà tạm rải rác ở 7 bản như Suối Thầu, Cư Nhà La. Đối với nhà dân cư thì chúng tôi trên địa bàn xã là còn 18 cái nhà tạm. Thế thì chúng tôi cũng đề xuất với thành phố và có các chi bộ thành phố giúp bàn. Nữa thì trong thời gian tới thì thành phố cũng sẽ hỗ trợ cho xã là mỗi một nhà là 50 triệu. Đấy, từ cái nguồn huy động các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã sẽ xóa cái 18 cái nhà tạm này. Với quyết tâm năm 2021 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương tới toàn thể người dân, rà soát đề xuất cấp trên bổ sung kinh phí đầu tư các công trình dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, an sinh xã hội để từng bước hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, đã phối hợp các chi đảng bộ thành phố giúp đỡ các bản khó khăn về nhà ở, huy động các tổ chức chính trị xã hội, vận động doanh nghiệp ủng hộ tiền, vật liệu, ngày công để xóa nhà tạm, tạo động lực để những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn vươn lên trong cuộc sống.